Dạ báo cáo với toàn thể khán giả yêu thương là hiện giờ là đã 5 giờ chiều ạ, à, tức là 17 giờ chiều ạ. À. A Di Đà Phật. Dạ báo cáo với thầy là bây giờ là hiện giờ là 17 giờ chiều, tức là 5 giờ chiều đó kính thưa cả nhà. Dạ rồi. À gì đó Phật. Thì chúng ta sẽ bơi cho đến khi trời tối thôi ha. Dạ. Còn thấy đường thì còn nhặt rác, mà không thấy đường nữa thì lên bờ. Rồi. Ba lô nhặt rác đeo lên. Cá bảo vệ môi trường. Khoan xuống. Để nó đi, để con quay cái mặt của thầy xuống chứ. Nó mới đẹp được cái view đó, cái view thầy từ trên bờ đi xuống, con phải xuống dưới kia đứng nó mới đẹp chứ. Vậy anh xuống mặt cái đó vô. Dạ cảm ơn thương hiệu mắt kính bơi Hàn Quốc Hức tài trợ cho tôi bán độc quyền này ở Việt Nam, và hãng nón Rimmer dành cho các ngôi sao K-pop BTS Blackpink đội đã tài trợ cho tôi chiếc nón in logo tiên cá, và quần áo tôi đang mặc là của thương hiệu Tuyôn, do em gái tôi Mỹ Nhân Ngư Simi thiết kế dùng để bơi lội tập luyện chuyên nghiệp ngoài sông biển và làm hoạt động môi trường nên độ bền của vải rất là tốt. Chất liệu vải được làm tại Hàn Quốc và dành cho biểu diễn ở các thủy cung. Bộ đồ này đã mặc 5 năm rồi mà nó vẫn chưa bị hư. Bơi ở ngoài sông biển, bơi ngược dòng nước rất là nhiều, không biết bao nhiêu km rồi. Sao không ai lấy đây? Rồi em lót xuống nha. Ủa mà sao bán chưa?